Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Phía sau lưng của Duy là chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive. Thì đây là cái chiếc xe mà Mercedes-Benz vừa mới ra mắt luôn các bạn. Thì với cái dòng E-Class trong năm 2021 này thì Mercedes-Benz cho ra hai phiên bản, đó chính là E200 Exclusive cũng như là E300 AMG. Đó, thì với cái phiên bản facelift lần này thì Mercedes-Benz đã nâng cấp lên cái dòng xe E-Class E200 Exclusive này như thế nào, nó sẽ có những cái điểm gì mà vượt trội hơn so với những cái phiên bản trước đây. Thì bây giờ Duy sẽ đi thật là chi tiết cái chiếc xe này để cho các bạn xem nha. Ok các bạn. Đây là chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive các bạn. Thì với cái mẫu chìa khóa này nó cũng sẽ không khác gì so với những cái mẫu chìa khóa hiện tại cũng như là cái mẫu chìa khóa của chiếc xe E200 Exclusive trước đây ha. Thì tiếp theo là cái phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là lần này Mercedes-Benz sẽ thiết kế chiếc xe E200 Exclusive của chúng ta là nhìn nó trẻ trung hơn các bạn. Trẻ trung hơn, thể thao hơn. Đó, và cái điểm mà làm cho cái đầu xe chúng ta thể thao hơn đó chính là cái đèn xe nè. Các bạn sẽ thấy cái đèn xe được thiết kế là nhỏ lại một chút xíu cũng như là vuốt nhọn ở cái phần đầu nè. Đó. Ngoài ra thì lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt dạng thanh kép luôn. Đó, các bạn sẽ thấy nè. Thì đối với lưới tản nhiệt dạng thanh kép này thì các bạn sẽ thấy là rất là quen thuộc ở trên chiếc xe S450 Luxury hoặc là S450 phiên bản L. Đó. Nhìn Duy đặc biệt rất là thích cái lưới tản nhiệt này các bạn. Lưới tản nhiệt này nó sẽ được thiết kế nhỏ hơn, gọn hơn một chút xíu so với lại cái phiên bản trước đó luôn. Ngoài ra thì ở phần cản dưới nè, các bạn sẽ thấy cái phần cản dưới nè. Trước đây thì phần cản dưới là nó sẽ không có chi tiết mà nẹp rơm, nhưng lần này thì Mercedes-Benz cải tiến ở phần này như thấy rất là hay và cực kỳ đẹp luôn. Đó, chỉ cần một chi tiết màu rơm như thế này thôi, nhưng mà cái phần đầu xe của chúng ta nhìn nó sẽ sáng hơn cũng như là nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều. Các bạn biết rồi ha, về phần đầu xe là một cái phần mà coi như là hấp dẫn nhất của một chiếc xe luôn. Nói chung là xe ô tô là khi mà mọi người nhìn vào là coi như là nhìn cái phần đầu xe là coi như là đẹp hay là không đẹp hay là bị thuyết phục từ đầu là do cái phần đầu xe. Thì đối với một chiếc xe sang nữa các bạn thì cái phần đầu xe mà nó càng nhiều chi tiết màu rơm thì cái chiếc xe đó nó càng sang trọng, nó càng đắt tiền ha. Bây giờ Duy sẽ đến gần hơn cái đèn cho các bạn xem. Thì lần này thì Mercedes-Benz sẽ thiết kế là cái phần đèn rất là khác so với lại cái phiên bản trước đây. Đó, thì cái đèn mí nó cũng sẽ được thay đổi luôn các bạn. Đó, bây giờ chỉ còn là một mí như thế này thôi. Cũng như là đây là cái đèn full LED thôi chứ chưa phải là multi beam LED. Đó, thì cái đèn multi beam LED thì Mercedes-Benz nó sẽ dành riêng cho cái chiếc xe E300 AMG.
Đó thì Duy nghĩ là với cái đèn multi-beam LED đó, hoặc là cái đèn LED đó các bạn, thì nó không phải là quá cần thiết đâu. Nếu mà chúng ta đi trong thành phố không á, thường xuyên di chuyển trong thành phố hoặc là thường xuyên di chuyển trên những cái đoạn đường mà dạng có đèn đường á, thì cái việc mà cái đèn multi-beam LED nó cũng sẽ không có quyết định nhiều, cũng như là nó sẽ không có hoạt động nhiều. Nếu mà chúng ta đi trong thành phố không, hoặc là đi những cái đoạn đường mà bóng đèn đường lúc nào cũng đầy đủ sáng á, thì thật ra cái đèn multi-beam LED nó cũng sẽ không hoạt động nhiều đó các bạn. Đó, rất là khó phân biệt luôn. Đó, chỉ cần đèn multi-beam, đèn full LED thôi là các bạn thấy là nó đủ sáng rồi, đủ sử dụng rồi ha. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là bên trong cái đèn đó các bạn, bây giờ là ở trong nó nguyên cái chát ở trong là màu đen luôn, cho nên là chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy là cái đèn của chúng ta trông rất là ngầu ha, trông rất là ngầu luôn. Đó, giống như là nó hơi màu hơi tối lại các bạn, cái đèn nhìn hơi tối, nhìn nó rất là ngầu ha. Thì đối với cái chiếc xe E200 Exclusive này thì Mercedes-Benz vẫn giữ cái nét sang trọng của nó, nhưng các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ trẻ trung lại các bạn, trẻ trung lại ha. Thì thật ra các bạn là với cái xu hướng hiện tại bây giờ, những cái hãng xe đều những cái hãng xe thiết kế đều nghiêng về cái đối tượng khách hàng là trẻ lại, và Mercedes-Benz cũng vậy các bạn. Thì các bạn có coi những cái clip mà Duy giao xe hoặc là theo dõi cái kênh của Duy thì các bạn biết rồi, những khách hàng của Mercedes bây giờ nó rất là trẻ luôn, có rất là nhiều những bạn coi như là 9X thôi nhưng mà có thể là tự sở hữu được một chiếc xe mẹ rồi, quá là tuyệt vời luôn các bạn ha. Bây giờ đi sang một bên hông một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm xe nè. Thì thật ra Mercedes-Benz chọn cái bộ mâm này cho cái chiếc xe E200 Exclusive là Duy cực kỳ thích luôn các bạn. Bởi vì đây là cái thiết kế sang trọng, đây là cái thiết kế mà elegant, cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng cái bộ mâm nhiều nan á, nó sẽ rất là phù hợp với cái sự sang trọng của chiếc xe này. Đó, các bạn sẽ thấy cái bộ mâm này nó rất là giống trên cái chiếc xe S450. Bây giờ Duy sẽ đến gần hơn cái mâm xe cho các bạn xem nè. Đó, và Mercedes-Benz sử dụng cái lớp xe cho chiếc xe E200 Exclusive này, đó là lớp Michelin. Đó, thông số lớp là 245/45 R18 nè các bạn thấy không. Đó, và đối với chiếc xe E200 Exclusive này thì bánh trước và bánh sau nó sử dụng cái kích thước lớp giống nhau luôn các bạn. Ok. Phần gương chiếu hậu thì cũng sẽ không có gì thay đổi ha. Đèn vẫn được tích hợp trên cái gương chiếu hậu đây. Các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa nó sẽ có cái chi tiết mạ rơm nè. Đó, thì cái chi tiết mạ rơm này á, là keyless go. Đó, các bạn thấy không? Duy chạm vào nó sẽ lóc cửa nè. Chạm vào sẽ mở cửa. Cả bốn cửa chúng ta đều có cái chi tiết này. Và đối với cái chi tiết mà keyless go này thì Duy nghĩ là đặc biệt là những chị phụ nữ ha các bạn, rất là thích luôn. Bởi vì là thông thường mấy chị thường sử dụng là để cái chìa khóa vào trong một cái túi xách á, khi việc đến lấy xe các bạn chỉ việc chạm vào tay nắm cửa thôi là chúng ta có thể là mở cửa được xe và cũng như là nổ máy rồi, không phải mất thời gian để mà tìm kiếm lục lọi ở trong cái túi xách các bạn. Bởi vì các bạn thử hình dung là khi mà xe chúng ta đậu ngoài trời nóng như thế này nè, mà đi lục trong cái túi xách ra đi tìm cái chìa khóa để mà bấm nữa thì nó thật sự nó rất là cực luôn các bạn. Nếu mà các bạn nào mà cứ rơi vào trong trường hợp đó các bạn sẽ thấy ha, rất là khó chịu luôn. Đối với cái xe E200 Exclusive này, một điều chắc chắn Mercedes-Benz phải trang bị cho nó đó chính là cái keyless go. Về phần đèn xe phía sau nè các bạn sẽ thấy nè, cái đèn trước của chúng ta được thiết kế nhỏ gọn lại, sắc nét hơn, thì đèn sau cũng vậy. Đèn sau bây giờ thì các bạn sẽ thấy nè, được thiết kế nhỏ hơn, góc cạnh hơn. Đó, và bên trong cái đèn này nó sẽ có rất là nhiều những cái bóng LED rất là đẹp. Đó, một lát nữa Duy sẽ chèn cái clip vô cho các bạn xem cái đèn này buổi tối nó sẽ như thế nào ha. Ngoài ra thì đây là một cái điểm mà thiết kế mới các bạn. Đó là cái đèn xe các bạn trước đây á, thì các bạn sẽ thấy là cái E200 á, thì cái đèn nó chỉ tới chỗ này thôi, nó dừng lại thôi. Nhưng mà bây giờ là cái đèn của chúng ta được vuốt qua cái phần cốp xe luôn. Nhìn nó sẽ dài hơn cái đèn, cũng như là gọn hơn và sắc sảo hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy nè, bô xe vẫn là bô xe đối xứng hai bên. Cái phần chi tiết bô này thì nó cũng không có gì thay đổi, và cũng giống như là những cái mẫu xe Mercedes-Benz hiện tại rồi, lúc nào Mercedes-Benz cũng thiết kế hai bô ha, nhìn đối xứng rất là đẹp các bạn. Bây giờ Duy sẽ mở cốp cho các bạn xem. Về phần cốp xe này các bạn, đối với cái dòng xe E-Class các bạn thì
cốp xe có thể nói là rộng nhất nha. Vì nó là rộng nhất luôn, rộng hơn cả S-Class luôn. Và cái thông số kỹ thuật của cái thể tích của cái cốp xe này nó lên tới là 540 lít luôn các bạn. 540 lít có nghĩa là nó sẽ rộng hơn 10 lít so với lại cái phiên bản trước. Đối với phiên bản trước thì chỉ có 530 lít thôi. Đó, nó sẽ thiết kế rộng hơn một chút xíu. Ở đây là những cái chi tiết mà quà tặng theo xe ha. Ở đây là Duy có một cái hộp quà nè, dành cho khách hàng nè. Một cái túi y tế ha. Một cái thảm nè. Một cái thảm có chữ Mercedes-Benz rất là đẹp các bạn nha. Cái thảm này được thêu luôn, thêu cái chữ Mercedes-Benz ở đây. Đây là cái lưới để chúng ta khăn đồ ha các bạn. Và đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng nè, nằm ở đây. Để Duy xem ở dưới đây còn cái gì không các bạn. Ở dưới đây chỉ còn một cái giỏ để đi siêu thị thôi. Và lần này thì Mercedes-Benz sẽ không có trang bị cái dây cáp sạc cho chúng ta ha. Cái này chúng ta tự trang bị rồi, Duy không thấy ở đây. Duy không thấy là cáp sạc ở đây các bạn. Ngoài ra thì chỗ này sẽ có hai cái lẫy để chúng ta gập cái hàng ghế lại nè các bạn. Gập hàng ghế sau nè. Thì khi mà chúng ta cần chở những cái vật dụng mà dài á, thì các bạn có thể là gập lại cái hàng ghế này. Các bạn thấy không? Gập được cả hai bên luôn. Rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Chi tiết cửa sau thì các bạn sẽ thấy nè. Ở đây có một cái rèm để chúng ta kéo tay nè ha. Cửa thì chúng ta là chắc chắn rồi, cửa hít rồi ha. Bây giờ Duy sẽ đóng cốp lại. Các bạn thấy ở trên đây nó sẽ có hai cái nút bấm nè. Một cái nút bấm để đóng cốp và một cái nút bấm để khóa cửa nè. Trong trường hợp mà chìa khóa của chúng ta đang để ở bên ngoài á các bạn, đang để ở trong túi quần chúng ta, thì chúng ta cái việc là bấm ở đây thì cái xe của chúng ta sẽ lóc cửa luôn. Các bạn thấy nè, lóc cửa nè. Đó, thấy không? Khi mà lóc cửa thì cái đèn xe của chúng ta sẽ chớp lên 3 cái các bạn nha. Bây giờ Duy sẽ đi vào khoang nội thất bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz, không để các bạn chờ lâu nữa. Đối với chiếc xe Mercedes-Benz i200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz sẽ nâng cấp lên ở cái phần vô lăng nè. Cái vô lăng này được thiết kế mới các bạn nha, nhìn rất là hay luôn. Các bạn thấy cái vô lăng này giống như cái dòng xe nào của Mercedes-Benz hiện tại? Thực ra là không giống với bất kỳ một cái vô lăng nào hiện tại hết các bạn. Đây là một cái vô lăng thiết kế mới ha các bạn. Và chiếc xe Mercedes-Benz E-Class là cái chiếc xe mà lần đầu tiên Mercedes-Benz Việt Nam trang bị cái vô lăng này. Trước khi đi vào bên trong các bạn thì Duy sẽ cho các bạn xem ở phần cửa xe trước nè. Đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái công tắc để chỉnh ghế nè các bạn. Thì với công tắc chỉnh ghế này thì Duy cũng đã nói rất là nhiều rồi. Cái ghế chúng ta có thể chỉnh được 8 hướng ha. Và ba cái vị trí nhớ ghế nè. Lo thì đây là sử dụng cái lo tiêu chuẩn của Mercedes-Benz. Bốn cái công tắc tăng hạ kính ở đây, cũng như là nút khóa kính rồi nút điều chỉnh gương nó nằm ở đây các bạn. Và lần này Mercedes-Benz trang bị cho cái chiếc xe E200 Exclusive này là cái gỗ ốc chó màu nâu bóng. Đó, các bạn thấy này rất là đẹp luôn. Gỗ ốc chó thì các bạn biết rồi, những cái dòng xe rất là sang trọng thì người ta mới lắp cái gỗ ốc chó này. Và đối với cái chiếc xe hiện tại mà cũng trang bị cái gỗ ốc chó này, đó chính là chiếc xe S450 ha. Bây giờ Duy sẽ vào bên trong nổ máy lên nha. Quá là đẹp luôn các bạn. Tuyệt vời không? Các bạn thấy nè. Mặc dù là hàng ngày Duy đã tiếp xúc với xe Mercedes-Benz các bạn, lúc nào cũng nhìn ngắm những cái xe Mercedes-Benz thôi, nhưng mà khi mà ngồi vào bên trong cái khoang nội thất, hoặc là khi mà cầm lái những cái chiếc xe Mercedes-Benz, thì một điều là Duy cực kỳ thích luôn. Coi như là làm bao nhiêu năm nay rồi các bạn vẫn đam mê như ngày nào các bạn. Gỗ nè các bạn thấy nè, rất là đẹp ha. Trên camera thì không biết là các bạn có xem rõ hay không. Và đặc biệt lần này Mercedes-Benz trang bị cái vô lăng này các bạn, là nó sẽ khác hơn một chút xíu nè. Các bạn sẽ thấy là những cái phần mà nút điều chỉnh bây giờ nó sẽ được thiết kế giống như là một cái phím liền luôn. Một cái phím liền luôn các bạn. Đó, khi mà chúng ta bấm thì chúng ta sẽ bấm xuống này. Nhưng mà nó thiết kế là liền với nhau. Chứ trước đây thì các bạn sẽ thấy là những cái nút bấm này nó sẽ tách rời với nhau hết luôn ha. Tách rời với nhau hết luôn. Nhưng mà ở đây bây giờ nó có nút cảm ứng nè các bạn.
cảm ứng này thì trước đây nó cũng là cảm ứng thôi, nhưng mà bây giờ được thiết kế khác một chút xíu. Và đối với cái nút set cộng trừ nè, nó vẫn là cái nút cảm ứng luôn. Trước đây thì nó là một cái nút cơ để chúng ta điều chỉnh. Một cái chi tiết mà coi như là Mercedes-Benz thiết kế nguyên một cái chi tiết màu đen chỗ này các bạn, nguyên màu đen chỗ này luôn. Nhìn rất là lạ, rất là hay. Và logo Mercedes-Benz chỗ này nó to, rất là to, to hơn bình thường ha các bạn. Vô lăng thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là hay. Ở đây thì cũng vậy các bạn. Đó, những cái nút bấm mà khi chúng ta lái xe chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình bên này. Khu vực này thì chúng ta điều khiển màn hình giải trí ha. Khu vực này chúng ta điều khiển cái màn hình tablo. Quá là tuyệt vời. Rất là dễ sử dụng các bạn. Thực ra là Mercedes-Benz họ đã nghiên cứu cũng như là qua bao nhiêu năm các bạn. Nếu mà các bạn có xài những cái mẫu xe mà trước đây rồi các bạn sẽ thấy là càng về sau nó sẽ thay đổi, càng về sau nó sẽ nâng cấp lên. Và những cái nút bấm, những cái chi tiết, những cái mà điều khiển làm sao mà cho nó nhanh gọn nhất cũng như là an toàn nhất khi mà chúng ta đang lái xe. Và một cái điểm mà nâng cấp đáng giá nhất trong cái lần này mà Mercedes-Benz trang bị cho chiếc xe E200 Exclusive này, đó chính là cái phần màn hình MBUX nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Sẽ cảm ứng luôn, rất là tuyệt vời luôn các bạn thấy không? Đó, và ngôn ngữ trong đây có rất là nhiều ngôn ngữ, chúng ta có thể là chọn ngôn ngữ tiếng Việt nè, rất là dễ sử dụng, chẳng hạn như là phần cần cài đặt nè các bạn. Trong phần cài đặt thì nó có rất là nhiều những cái mục nè, truy cập nhanh nè, hệ thống hỗ trợ nè, xe nè, đèn nè, hệ thống nè. Ví dụ như là Di muốn chỉnh đèn nội thất đi thì Di phải nào vào đèn, đèn trang trí nội thất nè. Đó các bạn thấy không? Tiếp theo là Di sẽ chọn màu. Đó, trong đây thì có rất là nhiều những kiểu phối màu khác nhau. Hoặc là nếu mà chúng ta thích một màu thì chúng ta tắt cái phần này, chúng ta có thể chọn được một màu. Đó, màu tím các bạn nha. Đó, nếu mà chúng ta thích nhiều màu hơn đó, thì Di sẽ click vào đây, chọn cái phần này. Phần này, đó. Ví dụ như các bạn chọn cái phần Bubble Sky này thì các bạn sẽ thấy là có màu tím hoặc màu xanh. Nếu mà chúng ta chọn cái phần mà Red Moon thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều màu ha. Thì những cái đèn này nó sẽ thay đổi màu các bạn, nó sẽ thay đổi màu liên tục theo cái phối màu này. Đó, rồi đèn nháy nhiều màu nè, đèn chào đón nè, đèn không khí nè. Đèn không khí ở đây các bạn, khi mà các bạn chỉnh máy lạnh á, nó sẽ thay đổi màu đèn luôn. Ví dụ như đi di chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh tăng lên, nóng lên thì các bạn sẽ thấy cái đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ nè. Di chuyển sang di giảm nhiệt độ máy lạnh thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Thật ra các bạn, đối với cái lần này Mercedes-Benz trang bị cái ốp gỗ này thì kỳ thích luôn. Đó, gỗ bóng thì các bạn biết rồi ha, nó hơi dơ, hơi để lại dấu vân tay các bạn. Đó, Di sờ vào các bạn sẽ thấy để lại dấu vân tay, nhưng đối với cái gỗ bóng thì lúc nào nó cũng sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Các bạn mà mở cửa xe ra, các bạn nhìn vào cái phần mà một chiếc xe mà nó sang các bạn, thì cái phần ốp gỗ là cái phần mà được rất là nhiều cái nhà sản xuất họ đầu tư, họ chú trọng về cái vấn đề này. Đó, gỗ bóng là một cái chi tiết mà phải nói luôn, bao nhiêu năm nay rồi các bạn, chứ không phải là bây giờ, không phải bây giờ nữa. Đó, bao nhiêu năm nay rồi. Đó, đối với những cái chiếc xe sang trọng thì lúc nào nhà sản xuất họ cũng muốn trang bị một cái gỗ bóng và một cái gỗ rất là cao cấp ha. Và chiếc E200 Exclusive lần này thì Di cực kỳ thích ở cái phần ốp gỗ này. Đó, Di nghĩ là ở trong cái phần camera thì các bạn sẽ không thấy rõ đâu. Đó, không thấy rõ đâu. Ok, tiếp theo nữa là Di sẽ giới thiệu cho các bạn khu vực này ha. Đây là cái khu vực điều chỉnh máy lạnh nè. Tất cả những cái nút bấm máy lạnh nó sẽ điều chỉnh ở đây. Và đối với cái chiếc xe E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là hệ thống điều hòa 3 vùng tự động các bạn nha. 3 vùng tự động có nghĩa là bên đây Di chỉnh nhiệt độ bên đây riêng, bên đây Di chỉnh nhiệt độ bên đây riêng, và kể cả phía sau cũng riêng biệt nhau hết luôn các bạn nha. Nút này là nút mà để chúng ta chỉnh cái hướng gió nè ha. Chỉnh hướng gió nè. Rồi quạt, tăng quạt hoặc là giảm quạt nè. Đó, ngoài ra là ở đây là auto của máy lạnh nè, sưởi kiến trước nè, menu là của máy lạnh nè. Chúng ta vào cái phần menu này thì chúng ta sẽ không cần phải chồm ra phía sau để chỉnh máy lạnh các bạn. Có rất nhiều những anh chị khách hàng chưa có quen cái cách sử dụng các bạn, thì khi mà ngồi ở phía trước nè, mỗi lần muốn chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh ở phía sau hoặc là cái quạt gió ở phía sau mà nó ồn quá, phải chồm tay ra phía sau rồi phải chỉnh rất là mất công, thì chúng ta chỉ việc vào phần menu và chúng ta sẽ chọn nè, hàng ghế trước nè, hàng ghế thứ hai. Bây giờ Di sẽ chọn hàng ghế thứ hai. Bây giờ Di muốn tắt máy lạnh luôn, chỉnh nhiệt độ lớn lên ha. Tắt thì tắt không được các bạn, phía sau nó không cho tắt ha, nó cho số 1 thôi. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tắt máy lạnh thì chúng ta phải tắt từ ở phía trước. Đó là tắt hết cả phía trước và phía sau luôn. Ok,
các bạn thấy không, nhiệt độ máy lạnh nè khác nhau hết nè. Phía sau thì nó có một vùng thôi, nhưng mà đối với hàng ghế trước thì nó sẽ có hai vùng, là ghế 1 và ghế 2, ghế bên trái và ghế bên phải. Nó rất là dễ sử dụng luôn các bạn. Thực ra là đối với những cái giao diện, những cái hệ điều hành bây giờ thì Mercedes-Benz trang bị nó rất là thân thiện, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng luôn các bạn. Và trước đây á, Di giao những cái cách đây khoảng tầm 5 năm hoặc là 7 năm về trước á, Di giao những cái chiếc xe Mercedes cho khách hàng á, thông thường là khi mà giao xe cho khách hàng thì Di cũng phải là hướng dẫn qua điện thoại rất là nhiều luôn. Thì một thời gian dài thì thường là những anh chị khách hàng bên Di mới làm quen được. Và đối với những cái chiếc xe gần đây các bạn thì hầu như nha, vì ít khi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng, cũng như là hầu như là những anh chị khách hàng bây giờ có thể là theo dõi ở trên mạng, hoặc là tìm hiểu những cái thông tin trên mạng, cũng như là có thể là nhìn vào đây và tự sử dụng được hết rồi đó. Vì gần đây là coi như là rất là ít hướng dẫn sử dụng cho khách hàng luôn. Tiếp theo nữa các bạn là những cái chi tiết chỉnh máy lạnh thôi ha, Di sẽ bỏ qua cái phần này đi. Ở đây là cái nút mà điện thoại nè, telephone nè, Navi nè. Navi hiện tại Di bấm vào các bạn sẽ thấy không có bản đồ. Thì cái nút Navigation này thì khi chúng ta kết nối cái điện thoại iPhone của chúng ta vào á, thì một lát nữa Di sẽ kết nối các bạn xem, khi bạn chúng ta bấm vào cái nút Navi này thì cái màn hình của chúng ta sẽ hiện lên cái phần mà bản đồ của Google Maps ha. Cái nút là nút cài đặt các bạn, cài đặt của xe nè ha. Cài đặt của xe ha. Hồi nãy Di cũng bấm ở trên này cũng được ha, cài đặt nè các bạn. Đó, cái nút mà cài đặt này nó sẽ là cái nút này. Nó là giống nhau. Cái nút ngôi sao này là cái nút gì? Cái nút ngôi sao là cái mục ưa thích ha. Cái mục ưa thích là những cái mục nào mà các bạn có thể là hay sử dụng á, thì các bạn sẽ cho vào cái khu vực này. Đó, chỗ này chúng ta nếu mà muốn mà di chuyển á, thì chúng ta sẽ di chuyển cái phần này qua bên đây nè. Ví dụ đối với màn hình hiển thị tắt ha. Đó, nếu mà các bạn muốn ở đây thì các bạn sẽ để lại ở đây. Hoặc các bạn muốn mà cái phần mà âm thanh, điều chỉnh âm thanh á, thì ra phía trước thì chúng ta có thể chuyển âm thanh ra phía trước đó. Các bạn thấy không? Rất là dễ sử dụng luôn. Tiếp theo nữa là cái nút này là cái nút mà ưu tiên ha, xe nào cũng có rồi, cái nút mà khẩn cấp. Cái touchpad bây giờ, cái bàn phím cảm ứng nè các bạn, cái touchpad nè, bây giờ nó được thiết kế lại đó các bạn. Thiết kế lại thì nó các bạn sẽ thấy là đối với những cái màn hình MBUX, những cái màn hình cảm ứng thì sẽ được thiết kế cái touchpad dạng mỏng như thế này. Và cái touchpad này khi mà các bạn chạm vào nó có phản hồi lại tín hiệu là rung đó các bạn. Các bạn thấy không? Ngoài ra nó cũng có âm thanh nữa. Đó, các bạn nghe nè. Thì khi mà chúng ta đang lái xe các bạn, chúng ta không thể chồm vào đây để mà chúng ta cảm ứng á, thì chúng ta có thể là di chuyển bằng cái touchpad này ha. Thì trên touchpad này nó sẽ có cái nút là quay ngược lại nè, back nè, back là quay ngược lại nè các bạn. Rồi cái nút mà để chúng ta điều khiển là qua một bài hát khác, hoặc là lùi lại một bài hát hồi nãy ha. Rồi chỗ này là cái nút home, cái nút home là cái nút màn hình chính của cái xe. Rất là nhạy các bạn, con chuột này rất là nhạy. Nút này nút Dynamic các bạn. Dynamic là cái nút mà để chúng ta điều chỉnh cái chế độ lái của xe. Thì đối với chiếc E200 Roadship lần này thì Mercedes-Benz vẫn trang bị cho nó là 5 chế độ lái ha. Thì đầu tiên là chế độ lái Eco. Đây là chế độ lái tiết kiệm nhất của xe các bạn. Khi mà chúng ta mà đi trong thành phố ha, kẹt xe, hoặc là khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường trường mà chúng ta muốn là chiếc xe của chúng ta tiết kiệm nhất ha, thì các bạn có thể chuyển về chế độ lái Eco. Đó. Comfort là chế độ lái mà tiêu chuẩn của xe. Tiêu chuẩn ở đây là khi mà các bạn mà nổ máy lên các bạn, thì cái chế độ lái coi như mặc định của cái xe là Comfort rồi. Ha. Chế độ lái Sport là dành cho những anh chị khách hàng mà đam mê cái phong cách lái thể thao ha. Sport cộng cũng vậy, nếu mà cảm thấy là Sport chưa đủ thì chúng ta sẽ chuyển sang Sport cộng. Thì đối với cái tính năng Sport cộng này các bạn sẽ thấy nè. Nó sẽ thay đổi là cái phần động cơ Sport nè, ta lái cũng là Sport và ESP cũng là Sport cộng. Thì ESP Sport cộng thì sao các bạn? Có nghĩa là ESP nó Sport cộng nó sẽ cho chiếc xe của chúng ta trượt một phần. Trượt các bạn, trượt ở đây là để tăng cái cảm giác lái ha, tăng cái sự thú vị. Thì Duy nghĩ là đối với lại cái tính năng lái thể thao cộng này các bạn, thì chúng ta sẽ không nên lái ở trên những cái đoạn đường mà bình thường. Đó, đối với những cái đoạn đường trống ha, hoặc là trên những đoạn đường đua mà các bạn muốn mà trải nghiệm cái phong cách lái thể thao, cái cảm giác lái thú vị hơn, thì các bạn nên chọn qua chế độ lái Sport này. Ngoài ra thì chế độ lái Sport, một điều chắc chắn các bạn, nó sẽ tốn nhiên liệu hơn so với chế độ lái Comfort hoặc là Eco rất là nhiều ha.
Và chế độ lái trên cùng là chế độ lái individual, là chế độ lái theo sở thích cá nhân. Nếu mà các bạn muốn cài cái chiếc xe này theo cái sở thích của mình, theo cái ý của mình ha, các bạn chỉ việc là chọn vào cái phần này individual và chúng ta bấm vào đây. Đó, bấm vào cái phần cài đặt thì chúng ta là cái phần dẫn động nè, về phần động cơ nè, dẫn động động cơ nè, các bạn có thể muốn là lái sport thôi, lái sport ha, hoặc là lái bằng tay luôn các bạn. Bằng tay là cái phần mà chúng ta vào số bằng cái lẫy số nè. À, một cái điều nữa các bạn, cái lẫy số lần này thì cái vô lăng này mà Mercedes-Benz thiết kế lại cái phần lẫy số, các bạn thấy khác nè. À, cái lần lẫy số thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ to hơn, cũng như là cái phần nút bấm á, nó sẽ dễ bấm, dễ thao tác hơn so với là cái phiên bản trước đây, so với cái vô lăng trước đây các bạn. Bên đây là cộng là tăng số ha, bên đây là trừ là giảm số ha. Những các bạn nào mà thích lái bằng tay thì các bạn có thể là lái trên chiếc xe 200 này. À, giống như những cái chiếc xe thể thao, giống như những chiếc xe đua các bạn. Chẳng hạn như là Di chọn bằng tay đi, Di lái thích lái bằng tay đi, Di sẽ chọn bằng tay nè, chế độ lái bằng tay nè. Tiếp theo là hệ thống lái. Hệ thống lái thì Di có thể là chọn là comfort hoặc là sport. Chẳng hạn như là Di thích lái bằng tay, nhưng mà Di thích lái cái vô lăng nó phải sport, là nó nặng hơn một chút xíu, và đánh lái nó sẽ phản ứng nhanh hơn một chút xíu, là Di sẽ chọn lái sport. Còn những anh chị nào thích lái mà comfort, cái vô lăng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, thì các bạn có thể chọn comfort. Ok, tiếp theo là ESP. ESP là hệ thống cân bằng điện tử các bạn. Chúng ta có thể cho chiếc xe của chúng ta trượt hay là làm việc ESP, làm việc một cách coi như là tối đa, thì chúng ta chọn comfort ha. Sport là nó sẽ cho xe chúng ta trượt nhẹ một chút xíu, và sport cộng là nó sẽ tăng cái sự coi như là giảm cái chống trượt lên luôn ha. Đó, chẳng hạn gì chỉ chọn là comfort thôi thì gì sẽ để như thế này, xong. Cho đó gì sẽ thoát ra các bạn, gì đã chỉnh xong ba thông số rồi ha. Bây giờ gì thoát ra đó, gì cứ để như vậy là gì chạy thôi. Đó, thì mỗi lần mà Di chạy thì Di sẽ lên xe, Di sẽ chuyển về chế độ lái bằng tay của Di ha. Vậy là xong. Tiếp theo nữa là chỗ này các bạn thấy có một cái nút bấm có chữ B nè, B up nè, thì đây là cái cảm biến nè, cảm biến tắt mở cảm biến á. Xe của chúng ta thì trang bị là 6 cảm biến trước cũng như là 6 cảm biến sau, cho nên là khi mà chúng ta đi trong những cái đoạn đường mà kẹt xe á, thì có thể là xe của chúng ta nó kêu lên liên tục luôn. Đó, thì chúng ta có thể là không có nghe nhạc được ha, thì chúng ta sẽ tắt cái cảm biến luôn. Ngoài ra thì tiếp theo ở dưới cái nút cảm biến là cái nút mà các bạn thấy có cái camera, có cái chữ B nè. À, thì đây là cái nút hỗ trợ đậu xe tự động các bạn nha. Thì chiếc xe có E200 Exclusive này cũng như là E300 AMG cũng sẽ có trang bị cái hệ thống đậu xe tự động. Đó, thì với tính năng đậu xe tự động này thì nó cũng sẽ giống như những cái chiếc xe E thế hệ trước thôi, nó cũng không có gì. Nếu mà các bạn nào mà chưa biết cái hệ thống đậu xe tự động của chiếc xe Mercedes-Benz á, thì Di có thể để cái link ở trên đây, hoặc Di sẽ để thêm cái link ở trên phần mô tả, các bạn có thể vào để mà xem ha. Rất là hay luôn. Và với tính năng đậu xe tự động này, rất là nhiều anh chị khách hàng bên Di bị mê hoặc bởi cái này các bạn, và đặc biệt là những chị phụ nữ ha, và những anh chị coi như là mới tập lái xe, rất là nể cái hệ thống đậu xe tự động này luôn. A, các bạn thấy chữ A nè. A là cái hệ thống tự động Eco Startup đó, tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ ha. Thì bây giờ xe nào cũng sẽ có cái này à, tại vì tiêu chuẩn châu Âu bây giờ là nó sẽ bắt buộc có cái này các bạn. Volume lớn nhỏ nè, tắt màn hình nè, đây là cái nút mà chỉnh rèm điện nè các bạn, chỉnh rèm điện phía sau nè. Phía sau cùng thì chúng ta sẽ có một cái rèm điện. Di sẽ bấm lên. Bây giờ Di sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem. Ở bên trong cái hộp này thì chúng ta có thể để được hai cái chai nước ở đây. Ngoài ra thì đối với cái chiếc xe E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là cái USB Type-C ha. Type-C hết các bạn. Thì đối với những cái USB Type-C thì các bạn biết rồi, nó sẽ truyền tín hiệu nhanh hơn rất là nhiều. Bên trong này cũng vậy ha, có một cái USB Type-C nằm trong này. Cái hộp để đồ này thì nó cũng tương đối thôi các bạn, nó cũng sẽ không có rộng lắm. Chúng ta có thể để được những cái giấy tờ hoặc là những cái vật dụng cá nhân nằm ở đây. Cái phần này thì bây giờ một điều đó các bạn, thì đối với cái chiếc E200 Exclusive này nó sẽ có cái tính năng là Apple CarPlay. Apple CarPlay là khi chúng ta kết nối cái điện thoại chúng ta vào những cái app chúng ta hay sử dụng hàng ngày, nó sẽ hiện vào ở bên trong này ha. Ngoài ra thì với tính năng Apple CarPlay này thì Di cực kỳ thích luôn. Và cái việc mà đầu tiên khi mà Di vào trong chiếc xe các bạn, là Di sẽ cắm cái điện thoại của Di vào ngay trong này liền, để những cái thông tin về cuộc gọi nè, nghe nhạc đó, Di muốn sử dụng này đó, thì Di sẽ phát ngay lên trên này luôn. Bây giờ Di sẽ thử cho các bạn xem nha. Alo. Dạ alo, em chào anh.
Đó các bạn thấy không? Đây, mỗi lần Di vào xe là Di sẽ cắm cái điện thoại của Di ở đây ha. Và Di sẽ để như thế này. Đó, vừa lái xe chúng ta có thể là nhận những cái cuộc gọi ha, hoặc là tin nhắn. Đó, những cái cuộc gọi thì nó sẽ báo ở đây, tin nhắn này các bạn. Thì tin nhắn nó sẽ không cho mình xem đâu. Đó, nó không sao cho mình xem đâu, nó chỉ là đọc lên cho mình nghe thôi. Nhưng mà tin nhắn của mình thì thông thường là sẽ viết bằng tiếng Việt, cho nên là đọc cũng rất là khó hiểu ha. Đó, chủ yếu là đây nè, các bạn thấy không, những cái mục tin nhắn nè, nhưng mà chúng ta bấm vào nó sẽ không có hiện lên ha, để là an toàn hơn các bạn nha. Tiếp theo nữa là bản đồ nè các bạn. Bản đồ chẳng hạn như là Di sẽ chọn vào Google Maps nè ha, hoặc là Di sẽ có thể là bấm vào cái nút Navi chỗ này. À, nó sẽ chuyển vào cái phần bản đồ của xe. À, các bạn thấy không? Đó, chẳng hạn như bây giờ Di muốn là đi đến một cái địa điểm, chẳng hạn như là chợ Bến Thành đi. Chợ Bến Thành. Đó, các bạn sẽ thấy nè, chợ Bến Thành nè ha. Chúng ta chỉ việc bấm vào bắt đầu. Đi về hướng đông về phía đường B. Đó, chúng ta sẽ đi theo phần bản đồ này thôi. Rất là thuận tiện luôn các bạn. Ngoài ra thì với cái bản đồ Google Maps các bạn biết rồi, nó lúc nào cũng là bản đồ online, cho nên là cái việc chỉ đường nó rất là chính xác và coi như là cập nhật liên tục luôn ha các bạn. Đó, và ngoài ra là Google Maps thì các bạn biết rồi, nó rất là thân thiện, chỉ dẫn rất là dễ luôn. À, tiếp theo nữa, chẳng hạn Di muốn nghe nhạc nè. À, Di sẽ chọn vào cái phần mà do cái điện thoại của Di có cài cái chế độ là YouTube Music. Di sẽ chọn ở đây. Đó, những cái bài hát nào mà Di hay nghe thì phát gần đây thì Di sẽ chọn nè. Đó, chẳng hạn Di sẽ chọn cái bài hát của này. À, các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Rất là dễ sử dụng các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó thì hầu như là đối với Apple CarPlay bây giờ các bạn, hầu như những cái chiếc xe nào cũng phải có cái tính năng này ha. Ngoài ra thì các bạn nếu mà có thì các bạn nên sử dụng, nó rất là hay, rất là tiện lợi cho mình luôn. Ok, bây giờ là Di sẽ tiếp theo ha. Khu vực này là cái khu vực mà chúng ta chỉnh đèn nè các bạn, đèn của xe ha. Đó, nó cũng không có gì thay đổi. Đèn ở phía sau nè, đèn phía sau ha, đèn đọc sách nè. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là ở chỗ này nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta để kính nè. Gương chiếu hậu ở bên trong xe thì các bạn sẽ thấy là nó tràn viền luôn. Nó rất là đẹp ha. Gương này gương chống chói các bạn nha. Tấm che nắng nè. Hai bên nè. À, ok. Thì đối với cái ghế xe này các bạn, cái ghế xe này các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ không có gì thay đổi so với lại trước đây. Đó, thì cái ghế nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế này, không có gì thay đổi hết luôn. Coi như là 100% giống như cái ghế của cái chiếc xe E200 bản Exclusive trước đây. Ha, ngoài ra thì cái đối với cái E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là da Atico. À, da Atico các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ đi ra cái khoang phía sau của cái chiếc xe này cho các bạn xem để cảm nhận không gian phía sau có điểm gì khác biệt không các bạn. Đối với cái khoang sau của chiếc xe E200 này các bạn, đây là một cái dòng xe được thiết kế là dành cho doanh nhân, cho nên là vừa dành cho người lái cũng dành cho người ngồi luôn các bạn. Cho nên là cái chiếc xe E200 Exclusive này được thiết kế cái độ ngồi cũng như là cái thế ngồi nó rất là thoải mái, cũng như là các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó rất là rộng nè. Đó, bởi vì chiều dài tổng thể của chiếc xe của chúng ta nó khoảng hơn 4m9 luôn. Đó, rất là dài ha. Đó, ngoài ra thì đối với cái xe E200 Exclusive này, ở phía sau này vẫn được trang bị cái hệ thống điều hòa tự động nè các bạn. Đó, thì trước đây đối với phiên bản E200 Exclusive này sẽ không có cái chi tiết điều hòa phía sau này. Cũng như là đối với ở trên cái cột chữ B này các bạn sẽ thấy là nó có một cái khe gió máy lạnh nè. Đó, đây là một cái điểm mà Di cực kỳ thích luôn. Đó, bởi vì là đây là cái chiếc xe dành cho ông chủ các bạn, đây là chiếc xe dành cho cái người ngồi nữa. Cho nên là cái khoang sau này phải được đầu tư coi như là chỉnh chu hơn. Đó, đây là một cái điều mà Di nói là không thể nào thiếu được trên cái chiếc xe, những cái chiếc xe sang trọng rồi. À, tại ở này thì ở chỗ này thì các bạn sẽ thấy nè, có một cái rèm cửa nè. Đó, sau cùng cũng vậy, sẽ có một cái rèm chỉnh điện ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái nút bấm. Ở đây các bạn sẽ thấy có một cái nút, một cái móc để chúng ta treo nè, treo đồ nè, có thể là treo áo vest này nọ ở đây ha.
Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết để tựa tay. Các bạn thấy không? Không có gì thay đổi ở chi tiết này các bạn. Nói chung là về cái phần nội thất á, của chiếc E200S Luxeep lần này thì Mercedes-Benz coi như là nâng cấp. Cái phần mà đáng tiền nhất đó chính là cái phần màn hình MBUX ha. Đây là một cái trải nghiệm người dùng rất là thích luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy kỹ một lần nữa nha. Cái nội thất của chiếc xe E200S Luxeep nè. Đây là cái nội thất màu đen và trần xe của chúng ta là màu xám. Ok, bây giờ Di sẽ đi ra ngoài cũng như là cho các bạn xem cái động cơ của chiếc xe E200S Luxeep này. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E200S Luxeep. Thì với cái động cơ này nó cũng sẽ không thay đổi gì so với cái phiên bản trước đây. Vẫn là động cơ 2.0 lít, công suất là 197 mã lực và mô men xoắn lên đến là 320 Nm/m. Thì chiếc xe E200S Luxeep này sử dụng cái hộp số tự động 9 cấp thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz là 9G Tronic. Và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ mất là 7,4 giây thôi các bạn. Đó, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở cái mức tiêu thụ nhiên liệu ha. Đối với là đoạn đường kết hợp đó các bạn thì nó sẽ rơi vào tầm 8,83 lít trên 100 km nè. Nếu trong đô thị là 11,67 lít nè. Hoặc là khi mà chúng ta đi ngoài đô thị là chúng ta đi đường trường đó các bạn thì nó mức tiêu thụ nó rơi vào tầm 7,18 lít trên 100 km ha. Thì đối với cái thông số này các bạn thì đây là một cái thông số mà từ đăng kiểm ha cung cấp, cho nên là nó rất là chính xác luôn. Đó, những anh chị nào các bạn nào mà đã đi những cái dòng xe Mercedes-Benz rồi thì các anh chị sẽ biết ha, mức tiêu thụ nhiên liệu nó coi như là cực kỳ tiết kiệm luôn. Đó, thì các bạn, một điều nữa các bạn, một điều mà là quá thiếu sót khi mà Duy quên nói một cái tính năng này trên cái chiếc xe E200S Luxeep, đó chính là cái hệ thống đề phòng va chạm chủ động CBA Plus các bạn, hay còn gọi là Active Brake Assist. Đó, thì hệ thống mới bây giờ cái tên gọi nó sẽ thay đổi khác so với trước đây là Active Brake Assist. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem nè. Duy sẽ vào phần cài đặt nha. Thì với cái tính năng mà hệ thống hỗ trợ hệ thống trợ phanh chủ động nè các bạn, thì trong cái phần hệ thống trợ phanh chủ động này các bạn sẽ thấy có những cái mức nè, là sớm nè, trung bình nè, trễ hoặc là tắt đi nè. Đó, tùy theo cái đoạn đường chúng ta sử dụng, tùy theo cái điều kiện mà đường xá thì các bạn sẽ có thể là chọn những cái hệ thống phanh chủ động nó sẽ khác nhau như thế này. Đó, nếu các bạn thích là nó sẽ chủ động sớm hơn thì các bạn sẽ chọn cái phần sớm nè. Đối với cái tính năng hỗ trợ phanh chủ động này các bạn, thì đây là một cái tính năng mà rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm. Đó, và đây là một cái hệ thống an toàn cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn khi mà chúng ta đi trong thành phố ha, hoặc là khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta coi như là không có tập trung, thì khi mà nhận biết được cái tình huống va chạm, coi như là sắp va chạm rồi, thì cái xe của chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống phanh để mà phanh cái chiếc xe lại. Bởi vì là phía trước xe các bạn, phía trước đầu xe nó sẽ có một cái cảm biến radar để nhận biết cái khoảng cách cũng như là cái mức độ nguy hiểm của chiếc xe của chúng ta. Đó, để mà cái hệ thống phanh nó sẽ phanh lại. Đó, đây là một cái điều mà Duy thấy rất là đáng tiền trên cái chiếc xe Mercedes-Benz E200S Luxeep mà lần này Mercedes-Benz đã trang bị cho nó. Đó, ngoài ra thì hiện tại bây giờ các bạn có thể nói hiện tại bây giờ luôn, chiếc xe E-Class Facelift hoặc là E200S Luxeep hoặc là E300 AMG, đây là cái chiếc xe mà hiện tại duy nhất của Mercedes-Benz được trang bị cái hệ thống hỗ trợ phanh chủ động này. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời mà Duy quên nói cho các bạn xem. Ngoài ra nữa, tiếp theo nữa các bạn, sẵn luôn nói luôn cho các bạn xem chỗ này nữa. Hệ thống hỗ trợ. Đó, Duy sẽ chọn vào cái phần comfort. Đó, các bạn sẽ chọn vào cái phần ghế tiện nghi. Ghế tiện nghi là ghế động lực nè. Khi mà chúng ta chọn vào cái phần ghế động lực á, thì các bạn sẽ thấy cái ghế này nó sẽ điều chỉnh ha, nhích tới nhích lui, hoặc là nó sẽ, đây các bạn thấy nè, những cái phần màu xanh này nó sẽ chớp lên nè, các bạn thấy không, là những cái tính năng mà cái chiếc xe này nó hoạt động của cái ghế. Các bạn sẽ thấy là hai cái phần mà
hai cái phần mà nẹp bên hông là cái ghế nè các bạn. Đó, nó sẽ là di chuyển đi vào đi ra một chút xíu để mà hoặc là cái phần mà yên ghế nè, nó sẽ đưa lên hoặc là đưa xuống. Đó, thì để cho chúng ta mà lưu thông máu huyết khi mà chúng ta lái xe ở một cái đoạn đường rất là dài. Các bạn biết rồi, khi mà các bạn lái mà một đoạn đường dài á, các bạn hay mỏi á, thì các bạn hay đổi thế ngồi, hay xoay qua xoay lại các bạn. Thì đối với cái ghế động lực này khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ giúp cho chúng ta là không cần phải là xê dịch cái vị trí ngồi cũng như là không có đổi tư thế. Như thế thì khi mà chúng ta lái xe nó cũng sẽ thoải mái hơn cũng như là an toàn hơn rất là nhiều. À, bên đây cũng vậy các bạn. Thì đối với cái ghế động lực này nó sẽ không giống như ghế massage các bạn. Nó sẽ không giống như ghế massage nha. À, ghế massage nó sẽ khác hơn một chút xíu nữa. Nhưng mà đối với cái chiếc xe này thì không trang bị ghế massage, nhưng được trang bị ghế động lực thì chị thấy là nó cũng rất là hay rồi. À, trước đây thì đối với chiếc xe 200 Exclusive trước đây thì sẽ không có cái này. À, và hiện tại bây giờ thì trên mẫu xe GLS hoặc là GLE mới có trang bị cái tính năng ghế động lực này. À, chúng ta có thể tắt nè. À, chúng ta bấm vào đây là mở nè các bạn, bấm vào này mở nè ha. Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ bên ngoài cũng như là bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive Philips này rồi. Đó, thì với lần này Mercedes-Benz đã cho ra những cái option, những cái phần nâng cấp, tôi thấy Di thấy là rất là đáng giá luôn. Cũng như là Di nghĩ là những cái phần nâng cấp này thì khách hàng bên Di cực kỳ thích luôn. Đó, thì thôi bây giờ Di xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào và đặc biệt là chiếc xe E200 Exclusive này thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip tiếp theo.